nút vạch đen này các bạn. Lên đỉnh. Nhưng mà chỉ mua vé mới lên đỉnh một chiều thôi, còn xuống thì tự xuống. Tí tới đi 600 mét để leo lên đỉnh nha. Các anh chị em mình tốc độ đang là 20 km/h rồi. 60. Wow, 60 rồi. Nữa. Sao sát này thôi này. Quay sát kính cái này, quay sát. Đi đường này ít xoài hơn ngày xưa. Đường kia bên kia kìa, các bên kia kìa. Ở đủ má đừng nói rồi. Ngồi như này hay hơn này Hải. Ngồi bên đó là không quay được. Chết rồi. Nó có kết rồi. Ngồi đi bố, đừng đi căng. Hạ là sợ chết kìa. Kể cả nó mà nhảy 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 nhảy. Nó nhảy không có việc gì đâu mà. Mình cũng lên quay xuống em mình lên quay lên ta. Cái quần nợ này đừng có nghịch kìa. Nói chung là chết. Nó bảo hiểm lắm anh ơi. Nhưng mà nãy là mình không biết, là nghĩa là em đi một đường, anh đi một cái riêng khác nhau. Đã sợ chết. Không phải, cái gì nó quay lui này hơn là quay lên đó không? Bên này xoài nè. Thì em mút quay kiểu thì được. Sao bên kia còn cá? Thì có chứ. Cái cũ đó. Ngày xưa đi cái kia. Không đuổi trắng à? Em quay ngược như này này. Quay xuống này, quay ngược lên là cái này đẹp không này? Lấy máy của chị mà quay cho nên. Ôi, còn cái đầu bên kia đấy kìa. Cái kia là ồ, cái kia là VIP em ạ. VIP là hai cái người đã. Cái kia là VIP, lồng VIP. Cái VIP là cái lồng VIP chủ là nó nghiêng á. Trời đất, còn bao la đi mà. Không có cái VIP. VIP là cái nào? Đi lên đây là có thể nhìn thấy xung quanh. Có thì cái VIP ra là có chết ở nhà hay gì đó. Đi nó có cái chợt máng đâu, chợt máng đâu. À bên có kia đi chợt máng, chợt máng kia ở vòng bên kia. Đúng chưa? Và cái này rùng dữ đấy. Đúng rồi. Thì phải đi qua cái ấy mà. Còn đi có máu. Đi có máu rồi. Lấy máy của chị mà quay cho nét này quốc. Ủa, thử kỳ ta. 8X xem nào. Sao bọn này nó có nhạc không ta? Có chứ, nó giống rồi máy bay ấy chứ. Đã đây mở cửa ra là đây. Không cần đây hả? Nó mở đây đi anh. Không đọc. Chị bán đi anh Hải. Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quốc Ben đang ăn bánh này nha các bạn. Rồi, đang ngồi trên đèo Cá nè, cuốn bánh nồng bắp chất. Đây, to hơn tay Quốc Ben luôn.